Thưa quý vị, không khí xuân đang về khắp mọi nơi, đèn và hoa rực rỡ trên khắp nẻo đường, từ phố xá đông vui nhộn nhịp tới những con đường quê mộc mạc giản dị. Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, chủ đề Tết quê trở thành cảm hứng cho nhiều trường học, mang theo hoài niệm về Tết truyền thống của năm tháng xưa cũ, giúp cho các em học sinh có những trải nghiệm thú vị. Và trong chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay, mời quý vị đến với những không gian trưng bày Tết xưa, mang những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Việt. Thưa quý vị, trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 thì hiện tại Quách Lan đang có mặt tại hội chợ quê của các cô trò trường mầm non Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Và ở đây có rất nhiều hoạt động ý nghĩa để cho các con tham gia trải nghiệm như là gói bánh chưng, trưng bày chợ Tết quê, biết câu đối và các trò chơi dân gian nữa. Và ngay bây giờ, quý vị hãy cùng Quách Lan bước vào không khí nhộn nhịp của nơi đây nhé! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cô trò trường mầm non Hòa Long, thành phố Bà Rịa lại rộn ràng đón Tết. Năm nay các bé được trải nghiệm không khí của một khung cảnh chợ Tết quê truyền thống, được tham gia gói bánh chưng, bánh tét, cùng những hoạt động vui chơi giúp các con hình dung, trải nghiệm thực tế những ngày Tết cổ truyền. Cô chào con, hôm nay con mua được nhiều đồ chưa? Dạ rồi. Con thấy chợ Tết quê ở trường mình như thế nào? Con rất vui, con thích bản tranh, bản dưa hấu. Câu đổi đà xin chúc mừng năm mới 2024. Cảm ơn con. Dạ vâng, bây giờ thì Quách Lan đang được gặp gỡ với cô Nguyễn Thị Anh Đào, hiệu trưởng của trường mầm non Hòa Long để cùng trao đổi về cái không khí chợ Tết quê của trường mầm non ạ. Dạ chào cô. Dạ thưa cô, thì không biết là năm nay trường mầm non Hòa Long tổ chức những cái hoạt động rồi là chủ đề như thế nào để cho các em hoạt động và trải nghiệm ạ? Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động để tổ chức cho trẻ được vui chơi, được trải nghiệm với nhiều hoạt động như là một cái không gian ngày Tết quê, bé được đi chợ Tết, được tham gia hoạt động như ông đồ treo chữ nè, trang trí cây mai, cây đào, học gói bánh chưng, bánh tét và trưng mâm ngũ quả. Tham gia những cái hoạt động đó nhằm giúp cho trẻ hiểu về truyền thống của ngày Tết, thêm yêu ngày Tết cổ truyền của quê hương đất nước mình. Qua những cái hoạt động đó thì nhà trường mong muốn gửi gắm tới các con, truyền tải tới các con những cái thông điệp như thế nào ạ? Được hòa mình vào không gian ngày Tết cổ truyền, các bé rất là vui, rất là hào hứng. Qua đó các bé hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Những cái hoạt động này nhằm giáo dục cho các bé thêm yêu quê hương, yêu ngày Tết Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn cô vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho cô trò trường mầm non Hòa Long sẽ có một cái Tết thật đông đầy ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà giữa nhịp sống hối hả của bộn bề của hiện đại thì những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện hữu, những phong tục tập quán không bị mất đi mà còn trở thành một cảm hứng, một niềm lan tỏa đến tất cả các thế hệ trẻ để cho thế hệ trẻ có thể tìm về trải nghiệm. Góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc, tạo ra một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa giáo dục cho các em học sinh về phong tục tập quán, các hoạt động trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thầy và trò trường tiểu học Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, tự tay bài trí không gian Tết ba miền, khiến không khí xuân như tràn ngập tươi vui trong khuôn viên nhà trường. Nếu như bánh chưng, hoa đào, dưa hành, củ kiệu tượng trưng cho không gian Tết ấm cúng của miền Bắc, được các cô trò khối 3 của trường bài biện tươm tất, thì hình ảnh đèn lồng, đón lá của các em học sinh khối 5 tái hiện biểu trưng truyền thống của vùng Trung Bộ thêm sinh động, rực rỡ sắc màu. Và một hình ảnh rất đổi quen thuộc với các em học sinh nơi đây là bánh tét, là hoa mai, là câu đối đỏ của học sinh khối 4 đã mang thêm không khí xuân trọn vẹn, đủ đầy nhất trong không gian Tết của trường. với ý nghĩa là mong muốn các em được thấu hiểu những cái nét đặc trưng văn hóa về dịp Tết Nguyên Đán của các vùng miền. Thì nhà trường đã có một cái hoạt động, đó là cùng với giáo viên, phụ huynh và các em học sinh tổ chức trang trí sân trường với theo các vùng miền, các chủ đề. Ở phía trái sân khấu là cái khu vực về chủ đề miền Trung, ở phía bên phải là khu vực về chủ đề Tết miền Bắc, và ở giữa sân khấu là tập trung của ba vùng miền. Thì qua cái hoạt động này thì nhà trường thấy là ngoài cái việc là làm cho không khí sân trường đẹp hơn và giúp cho các em cảm nhận được cái không khí Tết sắp đến, ngoài ra thì các em còn khám phá được những cái nét đặc trưng văn hóa vào dịp Tết của các cái vùng miền. Và qua một vài ngày đưa vào hoạt động thì thấy là hầu như các em rất là thích. Các em học sinh là luôn vui chơi cùng với lại các cái tiểu cảnh và tỏ ra rất là thích thú. Rồi quý phụ huynh cũng rất là thích các hoạt động này, ủng hộ hoạt động của nhà trường và cùng đến đây để cùng có những cái hình ảnh lưu niệm, kỷ niệm cho cái dịp Tết năm nay. Với các em học sinh, khi tham gia vào các hoạt động thiết thực, cho các con thêm yêu trường lớp, yêu những nét đẹp văn hóa và trong dịp sống hiện đại, thì việc tái hiện lại những trò chơi dân gian trong những ngày Tết cổ truyền sẽ góp phần tô đậm ký ức tuổi thơ của các con. Con thấy là trường được trang trí rất là đẹp, và ở hai bên cánh gà là được trang trí những tiểu cảnh của ngày Tết, và ở sân khấu chính là được trang trí rất nhiều thứ như là nón lá này, cây hoa mai, hoa đào này, rồi còn có lồng đèn, nón lá nữa. Nhờ công lao của những thầy cô dựng nên mà con đã hiểu hơn rất nhiều về ngày Tết. Có nhiều hoạt động trang trí nón lá, trang trí thiệp xuân. Thì con ấn tượng với hoạt động là trang trí nón lá nhất, là tại vì chiếc nón lá được chạm với các bạn trang trí rất là đẹp và có màu sắc bắt mắt, và trên đó còn có nhiều câu đối ý nghĩa trong ngày xuân. Con thấy trường mình trang trí rất đẹp và những ngày Tết, cầu bánh trưng, hoa mai, hoa đào, nón lá được trang trí trên trường và những trò chơi dân gian rất là vui và sôi động. Hòa trong không khí náo nức của những ngày giáp Tết, ở trường Tiểu học Tháng Nhất thành phố Vũng Tàu, thầy cô đã khéo léo kết hợp những tiết học giáo dục STEM cho các em học sinh tự làm sản phẩm bày bán trong phiên chợ Tết của trường. Các em học sinh có dịp vui chơi, trải nghiệm làm sản phẩm và làm chủ các gian hàng, hào hứng trong không gian đáo diện sau giờ học. Hòa vào cái không khí mà chào đón năm mới của cả nước, thì nhà trường cũng tổ chức cái hoạt động trải nghiệm STEM cho các em làm bánh, rồi là làm các cái loại bánh, rồi làm bao lì xì, rồi lịch vân vân. Thì nhà trường tổ chức cái hội chợ để cho các em đưa những cái sản phẩm STEM đó vào các cái gian hàng để cho các em trao đổi hàng hóa với các bạn ở lớp khác. Thì đó cũng là một cái việc làm mà cho các em được trải nghiệm thực tế, và cũng là để cho các em hiểu được cái việc mà bán hàng, rồi là cho các em nhớ lại, cho các em biết được những cái Tết cổ truyền của dân tộc ngày xưa đó. Thì những cái sản phẩm đó thì do chính làm cho các em làm ra, nên khi các em được bán các em rất là thích thú và rất là hứng khởi. Thì về cái tiền mà các em bán được thì sẽ dành để tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, với cái tinh thần là tương thân tương ái và giáo dục các em biết chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Và những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn khi được nhận những cái món quà đấy thì các em cũng rất là vui, và đó cũng là một cái nguồn động lực để giúp các em vượt qua khó khăn và vươn lên trong học tập. Những bao lì xì, những cuốn lịch để bàn ý nghĩa, những chiếc bánh tuy không đẹp mắt, thật ngon, nhưng đôi bàn tay nhỏ xinh, thoăn thoắt của các tiểu thương dí, đó còn là tình cảm, là tấm lòng sẻ chia. Qua đó các em học sinh cũng hiểu được rằng Tết cổ truyền không chỉ là ăn Tết, chơi Tết, mà còn sự yêu thương, chia sẻ thì Tết sẽ ý nghĩa và vẹn tròn hơn. Bản thân là phụ huynh thì mình cảm thấy hoạt động này vô cùng là ý nghĩa. Mình hy vọng là qua hoạt động này thì các con sẽ cảm nhận được cái giá trị của cái việc mà tự làm ra một sản phẩm chân quý đó và chia sẻ với mọi người. Hy vọng là hoạt động này sẽ được diễn ra hàng năm để cho các con có thể trải nghiệm được thật nhiều những cái trải nghiệm thú vị nữa. Thưa quý vị, bên cạnh việc tái hiện lại những không gian Tết quê để cho các em học sinh có dịp vui chơi, trải nghiệm, thì tại trường tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, các thầy cô vô cùng sáng tạo khi kết hợp bộ môn giáo dục STEM để cho các con tự tay làm nên những sản phẩm rất là đẹp, rất ý nghĩa để trưng bày bán trong phiên chợ Tết quê. Và qua hoạt động này, các khoản thu được còn dùng để hỗ trợ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó cũng giáo dục giúp cho các con hiểu được về tấm lòng chia sẻ, lòng nhân ái. Và các con ơi, hôm nay chúng mình bán gì nhỉ? Dạ, hôm nay chúng con bán xiên nướng, bánh bột lọc, bánh in ạ. Bánh này thì có gì đặc biệt nhỉ? Dạ, chiếc bánh này được làm từ bột nếp, đường cát và có những hình dáng và màu sắc rất thú vị ạ. Khi mà tự tay làm nên những sản phẩm này thì con thấy như thế nào? Chúng con cảm thấy rất là vui và tự hào. Sau khi làm những chiếc bánh này, chúng con có thể mang đi bán và xài khoản tiền đó cho các bạn học sinh nghèo khó có một cái Tết no ấm. Và bây giờ khoảnh khắc mà Tết cũng đã sắp đến gần rồi, chúng mình hãy cùng chúc mừng năm mới nhá. Dạ. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, có thể thấy rằng lan tỏa giá trị Tết truyền thống của thầy cô ở các trường học trong những năm gần đây đã đem đến cho các em học sinh hình ảnh về cái Tết ấm cúng, rộn ràng và ý nghĩa. Chắc chắn những ký ức về một ngôi trường thân thuộc của tuổi thơ mà các em mang theo sau này sẽ có hình ảnh Tết quê, về phong tục tập quán ở các vùng miền và về tấm lòng của các thầy cô giáo. Đó là những ký ức đẹp mà mỗi con người cần có trong hành trang của cuộc đời. Tới đây thời lượng của chương trình Câu chuyện Văn hóa đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.